Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay thì kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một cái vòng đá mắt hổ. Cái dòng này nó lên hiệu ứng mắt chim bưng, quý vị nhìn này, trông như mắt chim bưng, nó hơi có màu xanh. Cho nên là nhiều người người ta gọi luôn là vòng đá mắt chim bưng. Thực chất bản chất của nó là đá mắt hổ. Mắt hổ cũng là một trong những cái dòng thạch anh. Quý vị biết rồi, thạch anh là một trong những cái dòng đá có nguồn năng lượng rất là tốt trong phong thủy. Nó mang đến nhiều nguồn năng lượng tốt, năng lượng tích cực. Đấy, giúp trừ tà, tăng tích tụ vượng khí cho gia chủ. Tất cả các cái hạt đây nó đều làm từ đá mắt hổ hoàn toàn tự nhiên. Quý vị xem, đã là hàng chuẩn thiên nhiên thì không hạt nào là giống hạt nào hết. Hoàn toàn là các hạt nó khác nhau. Lên lửa cũng tương đối là ok. Một cái vòng mắt hổ 12 ly. Và hiện cái vòng này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 450.000 đồng. Nếu quý vị nào có nhu cầu sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng đá mắt hổ chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm. Quý vị nào nếu muốn sở hữu thì chỉ việc liên hệ trực tiếp với tôi theo số 0354 099 099. Chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ gửi về các cái sản phẩm đá đẹp tự nhiên, đá phong thủy đến với các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.